Tháng Thanh niên năm 2023 là dịp để tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, ghi nhận tại Thành đoàn Sơn La. Buổi ra quân tháng thanh niên năm 2023 của đoàn phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, trong màu áo xanh tình nguyện cùng với khí thế của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, ứng dụng định danh điện tử cũng như việc thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó góp phần hiệu quả trong công cuộc chuyển đổi số của thành phố. Chúng tôi đã thực hiện các chương trình hành động theo đúng chủ đề của Thành đoàn Sơn La, đó là tiên phong trong chuyển đổi số. Đoàn phường đã chỉ đạo các chi đoàn thành lập các tổ tuyên truyền, các hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Với chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, tháng thanh niên năm nay tập trung nội dung tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên tham gia thực hiện các công trình phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị. Đồng thời phát động đoàn viên thanh niên tham gia ngày tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, ngày chủ nhật xanh, nhân rộng các mô hình tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, cột điện nở hoa, con đường bích họa, camera an ninh, v.v. Tại lễ ra quân tháng thanh niên năm 2023, chúng em đã được hiểu biết thêm về chuyển đổi số. Và bản thân em làm học sinh thì em đã áp dụng chuyển đổi số này vào trong học tập để ngày càng phát triển hơn nữa. Liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng chính là phương châm hoạt động tình nguyện của thành đoàn trong tháng thanh niên, đặc biệt hỗ trợ giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cũng như đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban thường vụ thành đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai tháng thanh niên năm 2023 tới các cơ sở đoàn trực thuộc, đồng thời tăng cường công tác chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt trận công tác của đoàn và phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn. Trong thời đại công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương. Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Sơn La đã phát huy vai trò xung kích, làm chủ công nghệ, kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đoàn.